Đấy, bóc đây con. Một. Đã mua hộp sữa này được tặng một cái gối biến hình. Hộp biến hình à? Cái gối biến hình. À, gối biến hình, bỏ ra xem nào. Bỏ ra xem gối em. 900 gram. Cái này 900 gram. Ra đi. Xem thế nào là gọi là gối biến hình. Băng dính. Có băng dính. Mà đi để tao xử được. Xé ra, xé. Là kéo co. Tao nghĩ cái này cần phải kéo chắc hơn. Sao bọc chắc thế hả? Từ từ đi lấy kéo siêu phẩm. Bà ơi, đừng cắn bút đi. Bỏ ra. Xé ra. Đấy. Đấy, xé đi. Nào. Nào. Xé đây, cầm kéo để mua kéo không? Đấy. Thử kéo ra xem. Xem gối thế nào, gối biến hình. Ui, vẫn như con kia. Cái này biến hình cái gì? À, buộc nó vào. Đấy. Thì hai cái con chó bố kia giống con kia. Mẹ mày trước lấy dưới kia. Kia toàn kia. Của đây là hiêu ngắn cổ chứ hiêu cao cổ gì tầm này. Kia. Đây là hiêu ngắn cổ. Đây là hiêu ngắn cổ. Rồi, một con rất là cổ ngắn 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 rất là xấu. Mặt xấu ấy, sao nhìn trong ảnh nó khác ấy nhỉ? Thế trong ảnh nhìn cái mặt xấu. Trong ảnh nó đẹp nó với kích thích mua. Thế thôi nhá. Đúng rồi.